Năm con giáp được thần tài gọi tên Tài lộc gõ cửa trong đầu năm 2023 Tuổi hại dễ thành triệu phú Tuổi tức, tuổi dần nhiều lọc lá Thăng quan tiến chức Năm 2023 sẽ là một năm may mắn Với những người thuộc nhóm năm con giáp Họ có thể đầu tư thắng lớn Gặp nhiều vận may nên tài lộc dồi dào năm 2023 vừa mới bắt đầu mở ra một chặng đường mới hoàn toàn cho 12 con giáp. trong năm này vận mệnh của 12 con giáp sẽ xuất hiện nhiều biến chuyển. một số người không mấy suôn sẻ trong năm cũ. trong năm 2023 có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. vậy những con giáp nào được thần tài gọi tên mời các bạn đón xem và theo dõi. một tuổi hệ năm 2023 người tuổi hệ sẽ có vận tài lộc vô cùng vượng phát dù không dành quá nhiều thời gian và sức lực cho phương diện này nhưng do vận khí tốt nên hầu bao người tuổi hệ lúc nào cũng sẽ thu về một khoản tiền bất ngờ người tuổi hệ trong năm nay sẽ gặp may mắn trong các lĩnh vực đầu tư trúng số trúng giải thưởng lớn thậm chí có thể trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Năm nay, vì vận tài lộc dồi dào nên những người tuổi hại có thể sẽ xây nhà, mua xe sang, được nhiều người ngưỡng mộ. Tất cả những điều này có thể giúp người tuổi hại đạt được phú quý và tích lũy tài sản đáng kể trong năm nay. 2. Tuổi mùi Năm 2023, Người tuổi Mùi sẽ có vận may về tài lộc, nguồn thu nhập ổn định. Năm nay, họ tình cờ có được thông tin kinh doanh hữu ích từ người thân và bạn bè xung quanh. Người tuổi Mùi không cần phải phân tích và suy nghĩ cẩn thận, chỉ cần theo sau quý nhân đầu tư chẳng hạn như mua vàng, chứng khoán đều có thể mang lại lợi ích tài chính. Tuy nhiên, người tuổi Mùi cần liên tục nhắc nhở bản thân dù có nhiều tiền trong túi cũng không nên tiêu xài hoang phí nên học cách tiết kiệm nếu không sẽ tự chuốc lấy gánh nặng tài chính cho bản thân 3. Tuổi tuất Năm nay, người tuổi tuất có thể dựa vào sự chăm chỉ trong công việc thu lại được lợi ích đáng kể Năm 2023, người tuổi tuất chắc chắn là người làm việc chăm chỉ nhất trong công ty họ là người đầu tiên đến công ty mỗi ngày và là người cuối cùng rời đi sau khi tan sợ người tuổi tức sẽ chủ động xin tăng ca hoặc cơ hội đi công tác nếu tình hình kinh doanh trong năm nay công ty tốt họ sẽ có cơ hội đảm nhiệm nhiều dự án tốt chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được lãnh đạo giao phó kiếm được một mức lương hậu hĩnh không còn là chuyện xa về với người tuổi tức họ cũng có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. 4. tuổi thân năm 2023 người tuổi thân nhờ phát huy hết trí thông minh và tài năng của mình nên thu nhập rất dư dả. Dạ. trong năm nay họ nhạy bén nắm bắt các cơ hội kinh doanh xung quanh của mình chỉ cần có cơ hội kiếm tiền tốt nhất họ sẽ tranh thủ hốt ngay tiền vào túi. Người tuổi Thân cũng sẽ chủ động hợp tác với người tuổi Thân và bạn bè xung quanh trong một số công việc kinh doanh phụ trong năm nay, thu về một khoản tiền đáng kể trong tài khoản. Tuy nhiên, người tuổi Thân nên lưu ý, sau khi có tiền thì nên khiêm tốn và kiềm chế, tuyệt đối không được phô trương sự giàu có một cách khoa trương. Năm tuổi dần, vào năm 2023 người tuổi dần có thể kiếm được nhiều tiền nhờ sự hỗ trợ từ các mối quan hệ xung quanh các quý nhân giúp đỡ họ thường là những người có địa vị khá cao trong xã hội người tuổi dần có thể khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng hoặc đảm nhận các vị trí cấp cao trong công ty doanh thu của công ty có thành tích xuất sắc trong năm ngoài ra trong năm nay người tuổi dần thích sưu tập các bức thư pháp tranh và cổ những thứ này cũng có thể mang thêm nhiều tiền vào tài khoản của họ chúng ta có trở nên giàu có hay không chủ yếu phụ thuộc vào bản thân của mình chỉ cần chúng ta cố gắng tìm kiếm cơ hội làm giàu không ngừng nỗ lực chắc chắn chúng ta sẽ nhận lại được những phần thưởng xứng đáng